hôm nay mình sẽ quay cho mọi người một cái video mà mình ở ngoài đường. Hiện tại thì mình đang ở trên phố Hồ Gươm. Do là cái dịch Covid-19 khá là cao, khá là kinh khủng ấy, cho nên là những cái quán xá, phố phường đều đã bị phải đóng cửa. Hiện tại thì theo như mình được biết là rơi vào tầm 141 ca bị nhiễm rồi. Đây là một cái con số mà thực sự rất là lớn. Anh thì đang ở Hồ Gươm, thì đây là một cái nơi mà thực sự rất là nhiều những khách du lịch cũng như là những người chúng ta cũng như những người như cả mình hay tụ tập ở tại Hồ Gươm. Và những các bạn có thể thấy là những cái quán xá đóng cửa như là Miniso hay là những cái quán cà phê, trà đá vỉa hè đều bắt buộc phải dẹp hết rồi, bởi vì là họ không được phép tụ tập ở đây đông người. Trước mặt các bạn đây đó chính là Hàm Cá Mập. Hàm Cá Mập là một cái nơi mà tụ tập khá là nhiều khách Tây, khách nước ngoài mà cũng đã bị đóng cửa. Như vậy rồi, các bạn thì thấy là Hàm Cá Mập đóng cửa và đường phố lúc này ở ngoài đường bây giờ khá là vắng. Mình thì đang ở, bây giờ thì mình sẽ đi vào cái phố Hàng Ngang, Hàng Đào. Thì đây như ngày xưa trước khi mà không có dịch Covid ấy, thì thường là họ sẽ có những cái chợ đêm vào thứ 6, thứ 7, chủ nhật, 3 ngày đấy. Nhưng mà bây giờ cái dịch Covid từ Tết đến giờ ấy, là những cái người bán đồ ở đây đều không được bán nữa rồi. Ô, bên trái mình đây là một cái phường đang đem những cái chỗ bán mực ở phố Hàng Bồ. Những chú công an đi để nhắc nhở là không được mở bán. Nhưng mà mình nghĩ là sau cái ngày hôm nay thì sau cái tối nay thôi, thì ngày mai mọi người cũng không được bán hàng được như trước ở đâu, bởi vì là bắt buộc phải đóng mà. Thì bao giờ cái dịch Covid-19 nó hạn chế, nó bớt xuống một chút thì chúng ta mà có thể trở lại như ngày xưa được. Nước ép ở phố Hàng Bồ ấy thì bây giờ cũng đã đều bị đóng cửa rồi. Ở đây chỉ là có chè Bà Thìn, mà chè Bà Thìn ở Bát Đàn các thứ đều bị đóng cửa. Ở đây là phố Thuốc Bắc. Ở phố này thì cũng khá tụ tập khá là nhiều khách Tây. Khách sạn như mình không nhầm thì bị đóng cửa hết đây này. Các bạn có thể thấy là những cái phường, những cái chú ở phường đều đi nhắc nhở những người dân, điều như nhắc nhở những người dân phải dọn vào. Và cái quán cà phê Aha ở cửa Đông cũng đều bị đóng cửa luôn, hầu như là tất cả đều bị, những cái quán cà phê, những cái nơi mà tụ tập đông người ấy, thì đều bị đóng cửa. Những cái nơi như là tụ tập đông người ăn uống, những cái khu di tích triển lãm thì nếu như mình không nhầm thì là đều bị đóng cửa hết. Và đây là phố Hàng Mã. Phố Hàng Mã là ngày xưa khá là, đến lúc cái tầm giờ này mình đi là khoảng tầm 7 đến giờ đến 8 giờ rất là sầm uất. Nhưng mà đến bây giờ đến bánh mì phố này hay là những cái quán phở, quán nước bây giờ cũng đều đóng cửa hết rồi. Đây chúng ta có quán cà phê Aha ở Hàng Mã này cũng đều bị đóng cửa. Nhân viên thì ngồi chắc là vừa mới đi nhắc nhở ấy, cho nên là nhân viên vẫn chưa chuẩn bị được cái tâm lý. Chắc là mai mình nghĩ là sẽ không có một cái quán nào ở Hà Nội mở đâu. Nếu như mà mở thì chắc mình nghĩ là sẽ bị phạt. Và đây là một cái quán mì Văn Thắn ở Hàng Chiếu đang bị những cái chú công an, những cái chú phường ra nhắc nhở. Lời mình nghĩ là chắc là mai họ cũng sẽ đóng nốt thôi, không được phép mở bán nữa rồi. Và bây giờ thì mình sẽ đưa mọi người vào phố Tái Hiện để xem là nó như nào. Nếu như các bạn đang như văn giấy ở đây là họ đã đóng cửa hết toàn bộ rồi. Những cái quán bar, những cái quán pub hay là những cái quán đồ ăn, nướng, nủng các thứ đều bị đóng cửa. Ở đây thì như là có những cái chú công an này, mình thấy ở đây những chú công an này đang nhắc nhở những cái chủ cửa hàng là đóng cửa hay như nào đấy thì mình không biết. Nhưng mà phố Tái Hiện đợt trước cực kỳ là sầm uất. Đây là một cái con phố có thể nói là một con phố ăn chơi, một con phố chỉ có bar với pub ở tại Hà Nội cũng đã bị đóng cửa. Ở đây là phố Đinh Liệt. Phố này thì có sữa chua, lá nếp các thứ đấy thì bây giờ cũng đã bị đóng cửa hết rồi. Trời thì cũng sắp mưa. Nhân cái đà này thì chắc, và trời thì cũng sắp mưa. Và đây thì các bạn có thể, mình sẽ cho các bạn xem qua lại một Hàm Cá Mập lần nữa. Các bạn thấy đây là Hàm Cá Mập này, như là cái đối diện này là mình không nhớ tên nó là cái gì, nhưng mà cũng đã đều bị đóng cửa hết rồi. Các bạn thấy là chỉ bật đèn như này thôi nhé, nhưng mà không được phép có khách ngồi ở trong đấy đâu. Đây là Hàm Cá Mập này, cũng không có một khách nào cả. Phố và phố tiếp theo mà mình đưa mọi người đi qua đó là cái phố chợ Đồng Xuân. Thank you.
phải qua chỗ đêm này. Thì ở chợ Đồng Xuân này nổi tiếng là bán những cái đồ phụ kiện điện thoại như là ốp điện thoại, case điện thoại các thứ. Nhưng bây giờ đã chuẩn bị đóng hàng rồi, đóng cửa hàng từ rất là sớm. Bây giờ mình không nhầm thì khoảng tầm là bây giờ mới khoảng tầm là 8 giờ thôi mà bắt buộc phải đóng cửa hết rồi. Đây là bởi vì là thực ra thì chúng ta cũng nên làm như này, bởi vì là phòng bệnh hơn là chữa bệnh mà. Chúng ta nên phòng trước khi mà nước đến chân mới nhảy thì nó lại không hay. Đây là phố bán nướng ở gầm cầu. Nếu như các bạn là đi qua đây thì các bạn biết là ở gầm cầu bán khá là nhiều nướng, bây giờ bị dẹp toàn bộ rồi, không được phép bán hàng ở cái mùa dịch Covid-19 này nữa. Nhưng mà mình nghĩ là sau cái mùa dịch này thì chắc chắn là mọi người cũng sẽ trở lại như ngày xưa được. Đây, và mình đang đứng ở hàng đậu và các bạn thấy là bên cạnh mình may ra có được một hai người thôi, không có một bóng người nào luôn ấy, bởi vì là nó khá là vắng. Hiện tại thì mọi người cũng ít ra đường mà các bạn, mình nghĩ khuyên các bạn là nên ở nhà. Và không nên ra đường ở cái mùa này vì là nó tôi sự rất là nhạy cảm. Và mình thì đang ở phố Hoàng Bông. Phố Hoàng Bông ngày xưa có những cái quán bán quần áo, bán trà sữa ấy. Bây giờ cũng đã đều bị đóng cửa hết rồi. Không được phép mở ra nữa. Phố Hàng Trống này. Ở Hàng Trống này thì nổi tiếng là bánh tráng trộn Hàng Trống, cũng như là những cái địa điểm khác như là pizza hoặc là cà phê khách sạn. Nhưng mà bây giờ thì cũng đã đều bị đóng cửa hoàn toàn rồi. Không biết bánh tráng đóng cửa không nhỉ? Đây, bình thường có đóng cửa các bạn ạ. Cho nên là mình nghĩ là mình thấy có đề đấy thì chắc chắn là có thể là sẽ mang take away, có thể các bạn sẽ mua được mang về nhưng mà không được ăn tại đấy. Nếu các bạn biết thì mình hiện tại mình đang ở phố Triệu Việt Vương, và Triệu Việt Vương bây giờ cũng đã đều bị đóng cửa hết rồi. Ở đây là nổi tiếng về bán cà phê, có cà phê Thọ, có cà phê Thái gì đấy mình cũng không nhớ rõ lắm. Những quán như kiểu như là quán lẩu Hu Tông này cũng đều bị đóng cửa luôn. Nó chỉ bật đèn như vậy thôi nhưng mà chúng ta không được vào bên trong đâu. Các bạn thấy là đường phố bây giờ thực sự rất là vắng, và mình khuyên là mọi người nên ở nhà, không nên ra đường. Và nếu như mà có công việc cần quá ấy, thì mới phải ra đường ấy, thì các bạn nhớ là đeo kính, về nhà thì rửa tay và chăm uống nước vào là ok, chúng ta có thể là sẽ tăng thêm được sức đề kháng.